Vừa ra mắt nhà bạn trai, Diễm My 9X đã bị mẹ người yêu giằn mặt. Gia đình cô không phải đại gia đâu. Mới đây, Diễm My 9X đã có những trải lòng về hành trình, khẳng định mình qua các vai diễn, khiến bản thân mất nhạt trong mắt công chúng. Và cả câu chuyện tình yêu với bạn trai doanh nhân. Tôi bị quá nhiều bình luận không tốt về diễn xuất, tôi cảm thấy ấm ức, stress nặng, mất ngủ cả tháng trời. Chào Diễm My 9X, trước khi có những vai diễn thành công, xóa mát bình hoa di động, bạn có từng hoang mang và áp lực đi tìm chất riêng cho bản thân mình? Cũng một phần là do định hướng của tôi lúc đó hơi sai. Giai đoạn đó tôi nghĩ nên tham gia nhiều phim, xuất hiện thật nhiều để cho khán giả nhớ. Tôi nên xuất hiện càng nhiều càng tốt. Thật sự nhìn lại và chọn lại, tôi sẽ xuất hiện có chọn lọc hơn. Tôi cũng thấy mọi thứ đều có ý nghĩa riêng của nó. Tôi trải qua thời điểm đó mới hiểu hơn. Hiện tại tôi cũng chọn lọc vai diễn để xuất hiện ấn tượng hơn, chứ không còn xuất hiện tràn lan như trước. Theo thời gian tôi đã sửa từ từ, khi tham gia nhiều phim tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm và diễn xuất. Tôi cũng vật lộn với chính mình bằng cách đọc những bình luận chê bai từ khán giả để ngấm vào người, để tìm cách sửa chữa. Tôi đi học lớp âm thanh để điều chỉnh về giọng nói. Tôi tìm đến acting coach, tức là huấn luyện viên về diễn xuất. Tôi cũng là diễn viên đầu tiên của Việt Nam có acting coach. Tôi tự tin nói như vậy là vì ở Việt Nam, những người diễn viên thường có suy nghĩ diễn xuất là bản năng. Có những người học ở trường lớp ra đều rất tự tin về khả năng diễn xuất của họ. Khi họ đọc kịch bản, họ chỉ cần đọc và hiểu, không cần quá nhiều thời gian để dấn thân vào nhân vật. Chỉ cần nói chuyện với đạo diễn, họ nghĩ họ có thể làm tốt nhân vật. Tôi nghĩ một cái đầu không thể bằng nhiều cái đầu cộng lại. Bản thân tôi muốn hóa thân thành nhiều dạng vai khác nhau, bắt buộc phải có một người nào đó hỗ trợ cho mình. Họ là người khách quan, mình là chủ quan nên không nhìn bao quát được. Họ sẽ hỗ trợ cho mình về phần kinh nghiệm sống, giúp mình khác đi. Khi mình lột bỏ bản thân để hóa thành một nhân vật khác là hoàn toàn không dễ dàng. Kinh nghiệm sống của tôi bao nhiêu, tôi diễn bấy nhiêu, theo thời gian chắc chắn, thành một lối mòn và khán giả sẽ nhàm chán. Khán giả thấy được sự tiến bộ và thay đổi ở mình sẽ là một sự thú vị mới mẻ. Tôi luôn muốn trau dồi bản thân nên không ngại từ bỏ tiền thuê một acting coach riêng. Trước đây mọi người không nghĩ đến vấn đề trên, nhưng sau khi nghe tôi chia sẻ, mọi người cũng dần hiểu hơn về tầm quan trọng của việc này. Có nhiều bộ phim như Gái già lắm chiêu 2 đã mời hẳn chị Khay Thiêu Uyên về để làm acting coach cho cả đoàn phim. Nhưng dần sau này mọi người nhìn nhận được rằng một người diễn viên sẽ không đến được giới hạn của mình nếu họ đi một mình. Nếu có một đồng đội đi cùng, họ sẽ tiến xa hơn và vượt qua khả năng của bản thân để làm được nhiều thứ hơn. Nhiều người nói bạn đang say đắm trong tình yêu nên lơ là công việc diễn xuất, bạn nghĩ sao? Tôi không vì yêu mà sao nhãng việc diễn xuất. Tôi không muốn vì đồng tiền mà đóng phim liên tục. Đóng nhiều phim sẽ có thu nhập tốt, nhưng làm hao đi nguồn năng lượng của mình cho những vai diễn không ấn tượng cũng không như ý. Thà không nhận phim để dành thời gian cho những công việc khác như đọc sách, đi học thêm, trải nghiệm cuộc sống để có vốn sống nhiều hơn. Nó cũng như một sự chuẩn bị khi chờ duyên đến. Những người muốn dính vào giới showbiz hầu như là dân làng chơi, đi ngang qua để xem có gì thú vị hay không. Trong tình yêu, Diễm My 9X có phải là một cô gái khó yêu, khó tính như các nhân vật bạn đảm nhận? Tôi không quá khó cũng không quá dễ, tôi là người sống theo cảm xúc. Một người nào đó tôi cảm thấy có cảm xúc tôi sẽ tiến tới, còn một khi đã không có cảm xúc, dù người đó có đẹp trai, giàu có, tôi vẫn không bước thêm. Đã qua nhiều năm kể từ mối tình trước, tại sao bạn lại quyết định yêu và công khai mối tình này với công chúng và giới truyền thông? Tôi quen với người hiện tại hơn một năm mới quyết định công khai. Anh ấy là người đăng hình ảnh lên chế độ friend, có khá nhiều lời mời kết bạn, anh ấy vô tình accept. Và trong đó có nhà báo hoặc bạn bè của các anh chị phóng viên nên vô tình thấy những bức ảnh đăng trước đây. Hai đứa quen nhau cũng lâu, anh ấy sống ở nước ngoài, tôi cũng muốn anh ấy yên tâm nên đăng vài tấm ảnh nhưng đều che mặt không biết là ai. Mọi người khi đó cứ đoán là anh Hứa Vĩ Văn. Khi mọi người phát hiện bạn hẹn hò với anh ấy, cả hai có sự tranh luận nào không? Tôi cảm thấy hơi bất an. Khi qua nhà chị Tăng Thanh Hà chơi, chị ấy có khuyên rằng yêu ai đừng có public. Trong giới này có nhiều kiểu public sẽ dễ chia tay, đa số là như vậy. Tôi cũng không có ý định công khai. Khi anh ấy đăng hình và bị đưa lên báo, tôi cảm thấy lo lắng. Tôi sợ có những chuyện xấu xảy ra. Tuy nhiên anh ấy nói rằng đã quen nhau một năm mấy rồi, có công khai cũng không sao. Mẹ của bạn trai tôi lo lắng hơn vì gia đình có làm kinh doanh, không muốn công khai quá nhiều. Dễ ảnh hưởng đến công việc, mọi người sẽ nghĩ tới nghĩ lui. Gia đình bạn trai tôi chỉ là gia đình bình thường. Thế nhưng bất cứ người bạn trai nào của tôi lên báo cũng bị gán cho chữ thiếu gia, đại gia. Tôi không hiểu sao lại thế, đôi khi cũng khó cho họ. Gia đình bạn trai tôi làm ăn chân chính nhưng đối tác sẽ nghĩ khác, có chuyện gì thì lại ảnh hưởng. Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ là thích nhau thôi vì yêu xa, lâu lâu anh ấy mới về. Sau đó cả hai thấy có tình cảm sâu đậm nên không còn nhiều vấn đề nữa.
Cá nhân tôi cũng không thấy những hình ảnh đó có gì quá đà, nó khá dễ thương và mình chỉ đăng lên chia sẻ thôi, hy vọng sẽ không có gì xấu xảy ra. Điều gì ở bạn trai khiến bạn bị chinh phục và chọn con đường khó yêu này? Tôi không hiểu sao tôi lại thích người đàn ông tinh tế, thấu hiểu. Bạn trai tôi nói chuyện với mẹ và em gái rất ngọt ngào, dễ thương và quan tâm đến cảm xúc của họ. Anh ấy cũng nhớ cả những ngày đặc biệt để dành tặng họ cho những món quà. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ và thích nhất điều đó. Tôi thích người đàn ông chi tiết như thế, nên tôi quý mến anh ấy vì anh ấy sống tình cảm. Nó dung hòa được tính cách hơi manly trong tôi. Nếu phụ nữ đã có những tính cách đó, có 100% sự nữ tính sẽ thích một người đàn ông. Bạn trai tôi hơn tỉ mỉ, lại bổ trợ cho tính cách của tôi. Có vẻ như mối quan hệ giữa bạn và mẹ của gia đình bạn trai bạn cũng khá tốt. Từ trước đến giờ, tôi quen ai, gia đình họ cũng quý tôi vì tôi thật thà chân thành đến với họ. Có vấn đề gì tôi đều nói ra để thông qua những khúc mắc của cả tôi và họ. Tôi thẳng thắn nên họ cảm thấy tôi yêu con trai họ thật lòng, từ đó quý mến tôi. Tôi cũng là người biết trước biết sau nên không ai ghét được tôi cả. Ban đầu có thể vì tôi là diễn viên nên mẹ bạn trai cũng ngại nên nói nhiều câu kiểu như gia đình cô không phải đại gia đâu, chỉ là công chức bình thường thôi, khiến tôi hơi tổn thương. Bởi vì mình đến với đối phương vì cảm xúc chứ có được cái gì đâu. Tuy nhiên đó chỉ là giai đoạn đầu thôi, càng về sau gia đình bạn trai càng hiểu lại càng ủng hộ tôi hết mình. Lâm Vĩ Dạ tức giận dằn mặt anti-fan khi Haruon bị mỉa mai ăn như bỏ đói mấy ngày. Lâm Vĩ Dạ bức xúc lên tiếng khi Haruon bị dân mạng chỉ trích ngồi cùng bàn với hoa hậu mà kém sang, ăn như bị bỏ đói. Xuất hiện tại một sự kiện gần đây, Haruon nhận được nhiều lời khen vì khu thời trang ngày càng sang trọng đẳng cấp. Cô được xếp ngồi cùng bàn với loạt người đẹp đình đám trong làng giải trí Việt như Á hậu Nguyễn Thị Loan, Lệ Hằng. Thế nhưng ngay sau đó, bà xã Trấn Thành bị một số cư dân mạng chỉ trích khi cứ mãi ngồi cặm cụi ăn uống, giữa lúc các mỹ nhân khác đang tạo dáng yêu kiều và trò chuyện cùng nhau. Hành động của nữ ca sĩ bị mỉa mai là kém sang, ăn như bị bỏ đói. Ăn diện lịch lãm sang trọng nhưng Haruon lại bị soi mói vì ăn kém sang. Một số dân mạng dùng nhiều lời lẽ thiếu tế nhị để nói nữ ca sĩ ăn như bị bỏ đói. Một số mỹ nhân cùng bàn với Haruon chỉ ngồi ép và nói chuyện. Trước nhiều ý kiến chỉ trích hành động của Haruon, mới đây Lâm Vĩ Dạ bức xúc lên tiếng thanh minh cho đồng nghiệp. Nữ diễn viên hài tức giận đăng tải, bộ nghệ sĩ không phải là con người hả mấy thím. Bả ăn vậy là sang chảnh lắm rồi đó, tôi mà đi tiệc tôi ăn còn tàn sát hơn bả. Ông bà cha ta có câu, ngại là có hại cho bao tử, sống thật mà khỏe, không bệnh tật mấy chế ơi. Lâm Vĩ Dạ lên tiếng bênh vực bà xã Trấn Thành. Dòng trạng thái của Lâm Vĩ Dạ nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều người lên tiếng bênh vực bà xã Trấn Thành. Diễn viên Cát Phượng chia sẻ thẳng thắn, cái này vô duyên định luôn á, đói thì ăn, mời đến ăn tiệc mà trời, xung quanh ai cũng ăn mà, nghệ sĩ là thánh hay sao, không thấy đói. Diễn viên Cát Phượng bức xúc khi Haruon bị chỉ trích khi ăn tiệc. Bảo Thanh đá xéo vợ chồng Việt Anh, thích diễn trò mèo sau lùm xùm với Quế Vân. Bảo Thanh cho rằng cô không hề nhắc đến tên Việt Anh trong đoạn chia sẻ, nhưng vợ Việt Anh cũng đã kịp phản pháo. Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh bất ngờ chia sẻ một đoạn trạng thái đá xéo ai đó đang diễn trò trạo scandal để gây chú ý. Bảo Thanh viết, từ năm ngoái đến năm nay vẫn không thôi được cái trò drama rẻ tiền. Nhịn mãi đến hôm nay lại phải nói, thích diễn trò mèo để câu view, thích tạo drama gây sốt kiểu gì cũng được, nhưng chừa tên em ra nhé. Đừng thấy người ta không nói gì mà làm tới, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Kiếm tiền bằng cách đó thiên hạ chửi cho nha. Bị ăn chửi khắp mặt trận rồi mà vẫn tự tin diễn trò thế à? Tưởng thiên hạ dễ bị dắt mũi thế à? Diễn lộ quá trời ơi. Em đây diễn viên tốt nghiệp trường lớp đàng hoàng nhưng cũng chỉ tác nghiệp trên sân khấu và trên TV, chứ không ai tác nghiệp cả ở ngoài đời. Thường xong lôi hết cả nhà vào diễn cùng thấy đâu, ăn như thế người ta gọi là ăn bẩn, làm bố làm mẹ rồi mà cư xử thế à. Dù không nhắc đến tên ai, nhưng nhiều khán giả cho rằng Bảo Thanh đang nhắc đến vợ chồng diễn viên Việt Anh và câu chuyện ồn ào cách đây vài ngày của Việt Anh và Quế Vân, cũng như tin đồn tình cảm mà Bảo Thanh vướng phải với Phan Hải một năm về trước. Sau đó Bảo Thanh đã lên tiếng phủ nhận không hề có ý định đá xéo gia đình Việt Anh. Tôi không hiểu tại sao dân mạng tự nhiên khơi lại ồn ào đã qua rất lâu. Chia sẻ là do tôi bức xúc chuyện khác cũng không hề nhắc đến tên Việt Anh. Dù Bảo Thanh đã lên tiếng phủ nhận, nhưng vợ Việt Anh vẫn đăng tải một đoạn trạng thái phản pháo lại nữ diễn viên. Cô viết, cả làng cả nước này đều biết, mình tính hay ghen, ăn ớt ghen là chuyện bình thường. Vừa nãy có bạn gửi mình cái câu khó hiểu mà mình đọc hoài không biết là chửi mình hay chửi ai.
Và mình kể thế này, nếu chửi mình nêu đức danh luôn nha, như mình đã từng làm đó. Còn tôi sẽ không đôi co với ai chưa động vào tôi và gia đình của tôi. Nếu thực sự động vào thì xem tôi làm gì nha. Mình không phải người nổi tiếng nên mình thẳng tính và mình không hề sợ phát ngôn. Và mình không cần phải dựa vào ai để hot vì mình không bán hàng, không cần quảng cáo, tài chính đủ sống. Ai mời thấy ok thì nhận thôi, có làm diễn viên đâu mà sợ không ai mời.